thế giới đang bị xáo trộn bởi sự chết chóc. Con người đang mất đi sự bình an thật sự, mà sự bình an ấy có được từ Thiên Chúa ban tặng. Lạy Chúa, xin giữ con để con biết phụng sự Chúa. Lạy Chúa, xin giữ con để con được đổi mới. Lạy Chúa, xin giữ con để con vì người thế. Yeah.